Con xin chào các quý thầy cô cùng các bạn. Con xin tự giới thiệu, con là Tạ Khánh Linh. Hôm nay con rất vinh dự được đại diện cho lớp 8D tham dự cuộc thi Ngày hội đọc sách với chủ đề Cùng sách phiêu lưu. Sau đây, con xin được đọc bài thơ Hạt mầm của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh được trong tập Nhật nắng ngoài vườn ạ. Hạt mầm. Khi tiết trời trở lạnh, em có hạnh phúc không? Hạnh phúc kiếm đất trồng là tâm hồn em đó. Những hạt mầm nho nhỏ của cảm xúc mọc lên, theo tôi thì em nên trồng thật nhiều hạnh phúc. Bởi vô vàn cảm xúc như cây cối trong đầu, cây nào được trồng lâu sẽ tỏa ra bóng mát. Mỗi lần vui một hạt, hạnh phúc sẽ nảy mầm. Em hãy vui âm thầm với bao điều đẹp đẽ, để khi buồn khe khẽ như rừng rậm mọc lên, khu rừng vui kế bên vẫn không ngừng đâm nhánh. Hạnh phúc hay bất hạnh đều sẽ đến và đi. Em giữ lại được gì? Những hạt mầm của chúng trong đầu tôi thung lũng của hạnh phúc mênh mông, còn buồn là dòng sông uốn quanh thung lũng đó. Tôi giúp em thật khó, em hãy tự giúp mình. Chỉ em đủ thông minh nuôi tâm hồn em lớn. Trên đây là phần đọc thơ của em. Cảm ơn các thầy cô và các bạn đã lắng nghe ạ.